À, xin mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Buddha Dò, bình luận viên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Ở đây là set thứ hai của trận bán kết này các bạn. Áo xanh đọt chuối quần đen là tem của Minh Nhí, chủ sân nhà các bạn, đội chủ nhà nha. Với sự đông sang, tấn cao, Khang Lùng và Phong 2000. Còn bên kia là tem của Hùng Tài Xỉu, Tiên Đèn, Đức Từ Thiện, Thắng Mạc Kinh, Việt Trẻ và Mạnh Lùng. Việt hiện tại giờ là biên chế của Sanai Khánh Hòa. Trẻ. Một pha phát bóng mang điểm trực tiếp của Mạnh Lùng. 2-0. Đây là giải trẻ các bạn. 1997, 98, 99, 2000, 2001 nha các bạn. Tuổi đời còn rất trẻ. Một pha công lưới tốt của Tấn Cao. Hai đều. Giải 44 ở sân của Minh Nhi, cà phê Ngọc Như, đường Hai Bà Trưng, sau lưng sân Di Động với An Mới Bình Dương. Một pha công lưới tốt của Thắng Mắc Kiên, chúng ta trắng của Tấn Cao bay ra ngoài. 3-1. Một pha phản công tốt của Tấn Cao. 2-3. 2-3. Quá đáng tiếc. Một pha trượt chân của Phong 2000. 4-2. Một pha quá thông minh của Đông Sang 2000. 3-4. Một pha phản công quá hay của Phong 2000. 4 đều. Em up trận của chiến Mexico với Đông Sang á. Quá hay cho pha vừa rồi của Đức Từ Thiện. Cổ tay quá khó chịu của Đức Từ Thiện. Năm bốn. Một pha xử lý quá thông minh của Tấn Cao. 5 đều. Quá ghê rồi Thắng Mắc Kiên. Một pha nổ bơm. 6-5. Một pha chuyền bóng quá khó của Khang. 7-5. Một pha đầy quy lực ở biên số 2 của Đông Sang.
lọt bóng luôn các bạn, lọt tay trắng. 6-7. Lại là thắng Mắc Kiên. Những cú trung bình biên số 2 quá lợi hại của thắng Mắc Kiên. 8-6. Quá hay. Phá bóng vừa rồi quá thông minh của Phong Hoài Ngàn. 7-8. Toàn vô được mấy gói. Một pha phản công quá hay của Phong 2000. 8 đều. À, Tiến Đen đang hội ý nha các bạn. Tám đều. Một pha bắt bài của Khang. Đông Sang. Một pha chuyền hai không thể tốt hơn của Khang Trần. 9-8. Quá ghê cho Phong 2000. 9 đều. Và kết thúc quá tốt của Tiến Đen. 0-9. Quá hay. À, Tân Cao thật sự lắc léo pha bóng vừa rồi. Quá hay. Mời đeo. Thật sự một cái dàn trắng của Đông Sang và Tấn Cao không phải là chuyện dễ nha các bạn. 11 mời. Ai nãy trắng cao lắm với đồ vậy ơi. Lại là Khang Lùng làm cho các đồng đội của mình trước đây đứt từ thiện. Mạnh Lùng ở Tiến Đen rất vất vả. 12-10. Quá ổn cho Phong. Đáng tiếc cho Phong 2000. Phong bóng vừa rồi phòng thủ. 11-12. Tình hình này tem Tiến Đen dễ ra ngoài đó chứ đùa gì. Quá đáng tiếc cho Đông Sang pha bóng vừa rồi các bạn ơi. Đầy quy lực quá nhanh. Bóng bay ra ngoài không chúng ta các bạn ơi. 12 đều. Rất hấp dẫn, rất kịch tính các bạn ơi. 12 đều, 16 tới nha. Lên.
một pha đầy quy lực của tấn công, chạm tay chân của Việt. 13-12. Sang Tú không đáng em ơi. Một pha chạm bóng quá tốt của tấn cao vào phòng hai ngang. Thằng mặt kia không thể làm gì hơn. Dội ta chăng đứng lại. 14-12. Tem của Minh Nhí, của Đông Sang, tấn cao và phòng hai ngang cùng Khang Long đang tiến dần dần về chung kết các bạn ơi. Một pha kết thúc đầy quy lực của Việt. Hiện nay là của biên chế Senex Khánh Hòa các bạn, bãi biển trẻ nha. Lại là tấn cao, hai quả liên tiếp như nhau. 15-13. Ưng Cơ Giang tiến cao, Đức Tự Thiện, Việt và Tham Mạc Kiên. Dần dần xa bờ các bạn ơi. Một pha như bơm nổ của tiếng đen. 14-15. Xin chúc mừng tấn cao Đông Sang, Phong và Khang Long vào chơi trận chung kết của đại diện chơi Minh Nhi chủ sân nhà. Quá ghê. Tiến đen Đức Tự Thiện, Thăng Mạc Kinh, Việt và Mạnh Long tranh hạng 3-4 các bạn, đang tiếc và đang tiếc. Xin mời các bạn xem tiếp trận bán kết thứ hai nha, giữa tem Long An trẻ bãi biển Bồng Cát Tân Bình đại diện và bên kia là Ốc Tí Nị, gồm có toàn bộ của Mexico, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, với sự dẫn dắt của Chí Mexico. Còn bên đây là Phạm Thanh, Dương Thanh, Bảo, Chanh Thép, Na Tị Bông, Kiệt và đây là tem của Long An các bạn, đại diện cho Long An nha.